Vụ cháy chợ xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 11 tại chợ Giáng Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát tại một khu vực nhỏ trong chợ, sau đó nhanh chóng lan ra các kiosk, gian hàng chung quanh. Ngay lập tức, các tiểu thương đã gọi điện cấp báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Ninh Bình và các cấp chính quyền tới hỗ trợ dập lửa. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cùng 9 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Khoảng 12 giờ 30 phút, vụ cháy đã được dập tắt. Theo thống kê ban đầu, chưa phát hiện thiệt hại về người. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát trong thời tiết hanh khô nên đã thiêu trụi hơn 30 kiosk khu vực trung tâm chợ trong tổng số hơn 200 kiosk gian hàng tại chợ. Ước tính thiệt hại về tài sản lên đến hàng tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Ninh Bình sau đó đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại cụ thể. Hình ảnh về vụ cháy.